Dạ vâng, xin chào anh chị. Rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của công ty Thảo Dược Số 1. Cũng khá là lâu rồi tôi mới gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong một cái video nói về cây xương khỉ như thế này. Tại vì cây xương khỉ thì tôi có làm cách đây khoảng 3-4 năm về các cái tác dụng của cây xương khỉ. Tuy nhiên thì cái video nhận được ít sự quan tâm. Mới gần đây thì theo một số các cái thông tin báo chí có nói về các cái tác dụng chữa bệnh của cây xương khỉ, đặc biệt là chữa bệnh ung thư. Chính vì vậy, trong cái thời gian này, cái cây xương khỉ nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị không may mắc phải căn bệnh ung thư và có gửi các cái câu hỏi, có cái thắc mắc về cây xương khỉ, như là cây xương khỉ chữa bệnh gì, cây xương khỉ có chữa được bệnh ung thư thật hay không. Thì để trả lời tất cả các cái thắc mắc đó thì ngày hôm nay tôi làm video này để chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn những cái tác dụng cụ thể của cây xương khỉ. Nào, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một cách cụ thể. Đầu tiên thì cây xương khỉ là gì? Đối với những người mà không tìm hiểu về cây thuốc nam thì khi nhắc tới cây xương khỉ thì còn khá là xa lạ. Tuy nhiên khi nói về cây xương khỉ, cây bìm bịp thì đối với những người làm thuốc nam, đối với những ai hay nghiên cứu về cây thuốc nam thì cũng không lạ gì. Bởi vì cây xương khỉ được sử dụng để chữa bệnh từ khá là lâu rồi. Có một cái huyền thoại về cây xương khỉ, cây bìm bịp mà sau khi con chim bìm bịp con nó bị ngã gãy xương, nó bị gãy cái xương chân á, thì con chim mẹ đã bay đi kiếm cái cây lá thuốc và đem về đắp chân cho con non. Và ngay ngày hôm sau thì cái xương chân bị gãy nó liền lại. Có thể cái tên bìm bịp, cây bìm bịp có từ đây. Cái huyền thoại đó cũng khá là nổi tiếng trong các cái bài thuốc nam. Vậy thì cây bìm bịp, vậy thì cái cây bìm bịp, cây xương khỉ, cây mảnh cọng nó là một loại. Và đây chính là cái cây anh chị đang quan sát video. Đây chính là cái cây bìm bịp đấy ạ. Chúng ta có thể quan sát kỹ để nhận biết cây bìm bịp khi sử dụng, khi mua, khi sử dụng và cách áp dụng các bài thuốc cho nó đúng cây. Nhiều anh chị rất dễ nhầm với lại cây hoàn ngọc. Hai cây đều là hai loại thảo dược quý. Tuy nhiên thì cái tác dụng chữa bệnh nó hoàn toàn khác nhau. Tại sao? Và theo một số các cái nghiên cứu thì trong cây xương khỉ có nhiều khoáng chất như glycosin, các cái hợp chất glyco, senbelosid. Bên cạnh đó, cây xương khỉ còn chứa các cái hàm lượng chất béo, chất đạm, chất xơ và một số các cái hàm lượng canxi rất là tốt cho sức khỏe. Vậy thì cụ thể cái câu hỏi là sự thật về cây xương khỉ có chữa được bệnh ung thư hay không? Trong những năm gần đây thì có một số các cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh cây xương khỉ có các cái thành phần giúp kiềm chế sự phát triển của các khối u ác tính. Chính vì vậy, cây xương khỉ được xem như là khắc tinh của bệnh ung thư. Thực tế đã có nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của cây bìm bịp trong việc điều trị bệnh nan y. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi sử dụng cây xương khỉ, cây bìm bịp thì đã có các cái tiến triển rất là tốt nhất định, và một số cá biệt có một số trường hợp đã khỏi. Cây xương khỉ có tác dụng trong việc khống chế các khối u ác tính và di căn. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân chỉ sử dụng cây thuốc nam thì theo quan điểm của chúng tôi mà không có sự can thiệp vào các cái liệu pháp khác thì các cái khối u vẫn có thể vượt qua cái rào cản của cây thuốc nam. Chính vì vậy, khi sử dụng thì chúng ta cũng theo quan điểm của chúng tôi, theo lời khuyên của chúng tôi, của công ty ấy, thì anh chị lên kết hợp cả đông tây y kết hợp thì nó giúp cho tác dụng nó rõ ràng hơn, nó nhanh hơn. Người bệnh có thể sử dụng trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Ưu điểm khi kết hợp cây xương khỉ điều trị bệnh ung thư là giúp giảm đi các cái tác dụng. Ưu điểm khi chúng ta kết hợp dùng cây xương khỉ để điều trị bệnh ung thư đó là chúng ta đã giảm đi các cái tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị gây ra. Chính vì vậy, cây xương khỉ là một cái lựa chọn vô cùng ưu việt khi chúng ta điều trị ung thư để giảm các cái triệu chứng của
hóa trị, xạ trị rất là tốt. Ngoài ra thì cây thuốc nam này còn có tác dụng là lợi tiểu thanh nhiệt, giúp cơ thể chúng ta giải độc rất là tốt. Và đặc biệt hơn, khi các anh chị mà không may mắc bệnh ung thư, mà khi chúng ta sử dụng cái cây xương khỉ này thì nó sẽ làm cho không bị suy giảm các cái chức năng gan, không bị các cái triệu chứng khó chịu mệt mỏi sau khi hóa trị rất là tốt. Vậy thì đó là cái tác dụng hỗ trợ và điều trị căn bệnh ung thư. Thì ngoài ra thì cây xương khỉ này còn một số các cái tác dụng khác, thì tôi sẽ liệt kê một số các cái tác dụng anh chị có thể áp dụng để điều trị căn bệnh, các cái căn bệnh phù hợp với mình. Thứ nhất là tác dụng chữa xơ gan vàng da. Thì anh chị có thể kết hợp cây xương khỉ, lá dâu ngô, lá vọng cách, trần bì, sâm đại hành. Thì chúng ta sắc tất cả các cái hỗn hợp trên uống trong ngày sẽ điều trị căn bệnh xơ gan vàng da rất là tốt. Chữa ho thì trong lá xương khỉ đặc biệt chứa các cái chất đề kháng chống virus, viêm phế quản. Vì vậy khi bị ngứa cổ này, đau họng này, ho này, đau đầu thì anh chị có thể lấy lá của cây xương khỉ, chúng ta dùng 8 lá cây xương khỉ để nhai sống ăn nhé. Mỗi ngày chúng ta nhai ăn 3 lần, mỗi lần ăn cách nhau 1 tiếng đồng hồ rất là tốt. Chữa dạ dày này, anh chị có thể sử dụng 3 cái lá cây xương khỉ hoặc là 10 gram lá xương khỉ khô, chúng ta đem rửa sạch, thêm một ít muối vào, nhai rồi nuốt nước, mỗi ngày chúng ta ăn 2 lần trước bữa ăn thì anh chị sẽ chữa được căn bệnh đau dạ dày. Chữa bệnh trĩ cũng có thể chữa bằng cây bìm bịp. Khi chúng ta dùng chữa bệnh trĩ thì anh chị có thể sử dụng 8 cái lá cây xương khỉ tươi giã rửa sạch, rửa sạch sau đó giã và đắp vào vùng bị trĩ, ngày thực hiện 2 lần, bệnh trĩ sẽ dần dần khỏi. Chữa lở loét, tác dụng cầm máu. Và đó là một số các cái công dụng tôi liệt kê thêm. Vậy thì những cái trường hợp nào nên sử dụng cây xương khỉ? Cây xương khỉ là một loại thảo dược phù hợp cho người già và trẻ nhỏ, tất cả phù hợp với tất cả các cái đối tượng, đặc biệt là những cái bệnh nhân men gan cao hay đau nhức, đau xương, phong thấp, hay những người bị không may bị ung thư thì có công hiệu rất là cao. Đó là những cái người nên sử dụng. Vậy thì những cái trường hợp nào tuyệt đối không nên sử dụng cây xương khỉ? Đó, thì như anh chị đã biết, lợi ích của cây xương khỉ mang lại thì vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, để sử dụng thì chúng ta cần sử dụng đúng người, đúng bệnh, thì thảo dược nào cũng hiệu quả. Vậy thì những cái trường hợp chúng ta không nên sử dụng cây xương khỉ là những cái trường hợp như là người bị huyết áp thấp này, có thể hư hàn này, những bệnh nhân đang điều trị thoái hóa cột sống không nên ăn măng này. Khi những người bệnh nhân điều trị thoái hóa cột sống thì khi chúng ta sử dụng cây xương khỉ thì chúng ta cũng khi đã sử dụng cây xương khỉ thì tuyệt đối chúng ta không nên ăn măng. Sử dụng thuốc từ cây xương khỉ thì chúng ta cần đòi hỏi sự kiên trì, không nên vội vàng và hãy từ từ cảm nhận các cái hiệu quả của chúng, bởi vì nó cây thuốc nam điều trị từ bên trong. Cái đó này tôi nhắc rất là nhiều lần trong các video khác rồi. Muốn sử dụng an toàn, muốn điều trị một cách căn nguyên, nguyên gây ra bệnh và gốc rễ gây ra bệnh, thì chúng ta cần điều trị bằng các loại thảo mộc và có tác dụng từ từ, dục tốc bất đạt anh chị nhé. Như vậy là trong video này thì tôi đã chia sẻ một số các cái cụ thể, giải đáp một số các cái thắc mắc của quý vị anh chị và các bạn liên quan đến cây xương khỉ. Cũng như trong video thì tôi có quay cái cây xương khỉ giúp anh chị dễ dàng nhận biết về cây xương khỉ, để chúng ta khi sử dụng, khi áp dụng để điều trị bệnh thì nó hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Mọi cái thắc mắc hoặc là mọi các cái nhu cầu cần giải đáp thì anh chị có thể comment bên dưới video. Rất vui hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau.